Chào mừng quý anh chị và các bạn đến với chương trình Thông Thả Học Tiếng Quảng Đông. Thì mình tên là Kiều Trang, hay là quý anh chị và các bạn cũng có thể kêu mình là Yuki cũng được. Thì hôm nay là ngày rằm, rằm Trung Thu ha quý anh chị và bạn. Thì mình xin chúc cho toàn thể quý anh chị và các bạn có một mùa Trung Thu thật là vui vẻ. Thì Tiếng Quảng sẽ nói như thế này: chúc tài cá chúng thấu chiếc phai lọt. Chúc tài cá chúng thấu chiếc phai lọt. Rồi, thì mình trở về cái chủ đề hôm nay, đó là số 121. Chủ đề số 120 thì mình đã biết cách hỏi về họ, hỏi về tên hay là hỏi quý danh ha. Hỏi về họ, chẳng mạnh lý quay sinh, bạn họ gì, hỏi tên, chẳng mạnh lý kêu mê mẻng a, chẳng mạnh lý kêu mê mẻng a, có nghĩa là bạn tên gì, hay là lý tiệm chính phú a, lý tiệm chính phú a, lý tiệm chính phú có nghĩa là xin cho tôi biết quý danh ha. Thì quý anh chị các bạn cũng lưu ý ha. Rồi, cái chủ đề hôm nay thì mình tò mò thêm một chút xíu, mình hỏi về tuổi tác. Anh năm nay mấy tuổi rồi? Lị cấp niên kỷ tớ xôi, lị cấp niên kỷ tớ xôi. Rồi, thì cái chủ đề hôm nay đó là mình gồm có 30 câu xã giao người Hồng Kông thường dùng để hỏi về tuổi tác và trò chuyện với quý chị các bạn. Rồi, bên cạnh đó thì chúng ta có hai cái đàm thoại nhỏ, thì cũng mời quý anh chị ở bạn lắng nghe ha ở cuối bài học. Rồi, bây giờ chúng ta đi vào câu thứ nhất. Thí dụ như chúng ta muốn hỏi, xin hỏi bác năm nay bao nhiêu tuổi rồi, thì sẽ hỏi như thế nào? Như thế này: số 1, chỉnh mành lị cấm niễn kỹ tó xôi a, chỉnh mành lị cấm niễn kỹ tó xôi a, chỉnh mành lị cấm niễn kỹ tó xôi a, có nghĩa là xin hỏi bác năm nay bao nhiêu tuổi rồi. Chỉnh mành, đây là cái câu hỏi lịch sự không các bạn. Thí dụ như chúng ta, những người mà chúng ta tôn trọng, thì chúng ta khi mà giao tiếp thì cần phải có chữ chỉnh mành ha quý chị bạn. Chỉnh mành có nghĩa là mình muốn hỏi người bác này năm nay bao nhiêu tuổi. Lị có nghĩa là bác. Cấm niễn, cấm niễn có nghĩa là năm nay hay quý vị bạn. Xôi, xôi có nghĩa là tuổi. Kỷ tó có nghĩa là bao nhiêu. Kỷ tó xôi có nghĩa là bao nhiêu tuổi. Thì bây giờ mình nói thêm một chút này nữa nè, quý anh chị các bạn thích thì ghi chú. Kỷ tó chỉnh, kỷ tó chỉnh có nghĩa là bao nhiêu tiền. Bây giờ mình muốn nói bao nhiêu người thì sẽ là kỷ tó dành, kỷ tó dành, kỷ tó dành có nghĩa là bao nhiêu người ha quý chị bạn. Hay là bao nhiêu thời gian, kỷ tó xì can, kỷ tó xì can ha quý chị bạn. Rồi, mình chỉ nói thêm cho quý chị bạn biết như thế thôi. Cùng nhau đọc lại: chỉnh mành lị cấm niễn kỷ tó xôi a, chỉnh mành lị cấm niễn kỷ tó xôi a có nghĩa là xin hỏi bác năm nay bao nhiêu tuổi, hay là xin hỏi chị năm nay bao nhiêu tuổi, hay là xin hỏi cô năm nay bao nhiêu tuổi, hay là xin hỏi bà năm nay bao nhiêu tuổi. Rồi, hay là một cách khác đơn giản, chúng ta sẽ bỏ bớt đi cái chữ chỉnh mành ha. Chúng ta có thể hỏi như thế này: lị cấp niễn kỷ tó xôi a, lị cấp niễn kỷ tó xôi a, hay là lị cấp niễn kỷ tó xôi có nghĩa là em năm nay bao nhiêu tuổi rồi, hay là anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi ha. Rồi, hay đơn giản nữa, chúng ta bỏ luôn cái chữ cấm niễn. Nó đơn giản như thế này: số 3, lị kỷ tó xôi, lị kỷ tó xôi a, lị kỷ tó xôi có nghĩa là anh mấy tuổi, hay là em mấy tuổi, hay là con mấy tuổi, hay là cháu mấy tuổi. Lị kỷ tó xôi a ha quý anh chị bạn. Rồi, bây giờ mình có thể hỏi cách khác như thế này cũng được nè. Bạn bao nhiêu tuổi rồi cũng có thể hỏi cái câu như thế này: lị kỷ tài a,
Lý kỷ tài A. Lý kỷ tài A. Lý kỷ tài A có nghĩa là bạn bao nhiêu tuổi rồi? Kỷ tài. Tài có nghĩa là lớn. Kỷ tài có nghĩa là bao lớn. Bao lớn có nghĩa là bao nhiêu tuổi hả quý bạn? Ở cái câu này có ý nghĩa là như thế. Lý kỷ tài A. Bạn bao nhiêu tuổi rồi? Em bao nhiêu tuổi rồi? Anh bao nhiêu tuổi rồi? Cháu bao nhiêu tuổi rồi? Lý kỷ tài A. Rồi. À bây giờ đó, à, ở Hồng Kông với chị bạn thì à, có những người phụ nữ người ta rất là ngại nói về tuổi tác của mình cho người khác biết ha quý vị bạn. À, đó cũng là một cái bí mật ha. Thì à, người ta nói cho mình biết thì nói, còn không nói cho mình biết thì cái đó cũng là chuyện bình thường ha quý vị bạn. À, thí dụ như bây giờ mình nói à, anh đón xem thì sẽ nói như thế nào? Số 5. Lỵ củ hạ. Lỵ củ hạ. Lỵ củ hạ có nghĩa là anh đón xem. Lỵ có nghĩa là anh hay là em, cô bác dì dượng. Củ, củ có nghĩa là đón. Đón, đón có nghĩa là củ. À, lỵ củ hạ có nghĩa là anh đón xem hay là em đón xem. Rồi, à, khi mà đón tuổi hay là đón một cái gì đó mà khó lắm thì chúng ta sẽ nói như thế nào? Thí dụ như nói là rất khó đón hay là khó đón quá thì mình sẽ nói như thế nào? Như thế này hả quý chị bạn. Số 6. Hủ làn củ gồ. Hủ làn củ gồ. Hủ làn củ gồ. Hủ làn củ gồ có nghĩa là khó đón quá. Hủ làn có nghĩa là khó. Hủ có nghĩa là tốt hay là rất. Hủ làn có nghĩa là rất khó. Củ có nghĩa là đón. Hủ làn củ gồ có nghĩa là rất là khó đón hay là khó đón quá. Trời, bây giờ mình đón đại đi. À, thí dụ như bây giờ mình muốn nói là anh đón em 22 tuổi thì sẽ nói như thế nào? Nói như thế này hả quý chị bạn. Câu số 7. À, ngọ củ lỵ dì sập dì xôi. Ngọ củ lỵ dì sập dì xôi hay là ngọ củ lỵ già dì xôi. Ngọ củ lỵ già dì xôi. À, ngọ củ lỵ dì sập dì xôi hay là ngọ củ lỵ già dì xôi đều có nghĩa là anh đón em 22 tuổi hay là à, bác đón con 22 tuổi hay là em đón anh 22 tuổi. Cái đó là tùy theo ý nghĩa mà mình dịch theo ý chữ bạn, mình đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần rồi ha. Người Hồng Kông người ta chỉ dùng ngọ lỵ khụi. Ngọ lỵ khụi. Ngọ tỵ lỵ tỵ khụi tỵ ở số nhiều ha. Rồi. À, bây giờ nếu như mà người ta nói là anh đón em 22 tuổi mà đúng mình là 22 tuổi thì mình muốn khen như thế này thì sẽ, ví dụ như mình muốn khen là à, anh hay thiệt đoán đúng rồi thì sẽ nói như thế nào? Nói như thế này không chị bạn. À, câu số 8. Lỵ hữu lát chỗ cũ chung trỏ. Lỵ hữu lát cũ chung trỏ. Lỵ hữu lát cũ chung trỏ có nghĩa là à, anh hay thiệt đoán đúng rồi hay là à, em hay thiệt đoán đúng rồi hay là con hay thiệt đoán đúng rồi ha. À, lỵ hữu lát cũ chung trỏ, cái là câu nói là mình khen ai đó giỏi. À, giỏi thiệt. Hữu lát có nghĩa là giỏi thiệt hay là hay thiệt. Cũ chung trỏ là đoán đúng rồi. Hay là chúng ta còn có cách khác nói như thế này cũng được nè. Lỵ cũ ngám lạ. Lỵ cũ ngám lạ. Lỵ cũ ngám lạ có nghĩa là anh đoán đúng rồi hay là em đoán đúng rồi hay là bạn đoán đúng rồi. À, rồi nếu mà chúng ta đoán không đúng, đoán sai thì sẽ nói như thế nào? Thí dụ như à, bạn đoán sai rồi thì nói như thế này hả quý chị bạn. Số 10. Lỵ cũ cho chỏ. Lỵ cũ cho chỏ. Lỵ cũ cho chỏ có nghĩa là bạn đoán sai rồi, anh đoán sai rồi. Thì à, à, cũ có nghĩa là đoán hả quý chị bạn. Cho có sự giám không đọc so.
không đọc to, không đọc tho mà là cho, cho. Cho có nghĩa là sai, là không đúng, không chị bạn? Cho chỏ có nghĩa là sai rồi. Lỵ củ cho chỏ, lỵ củ cho chỏ có nghĩa là anh đoán sai rồi, bạn đoán sai rồi. Rồi tiếp tục. Hay là chúng ta còn nói cái cách khác như thế này cũng được nè. Lỵ củ ngám, lỵ củ ngám. Lỵ củ ngám có nghĩa là em đoán không đúng rồi, anh đoán không đúng rồi. Thì ngám, ngám có nghĩa là đúng. Ngám có nghĩa là không đúng, không anh chị bạn, không đúng. Ngám đồng nghĩa với lại cho ha. Lỵ củ ngám, lỵ củ ngám có nghĩa là em đoán không đúng rồi. Đồng nghĩa với lại lỵ củ cho chỏ, lỵ củ cho chỏ. Không anh chị bạn, hai cái câu này đều đồng nghĩa với nhau. Rồi tiếp tục. Thí dụ như chúng ta muốn nói bạn không biết, để tôi nói cho bạn biết, thì sẽ nói như thế nào? Nói như thế này hả quý anh chị bạn. Số 11. Lỵ ừm chí tẳng ngọ hòa lỵ chí. Lỵ ừm chí tẳng ngọ hòa lỵ chí. Lỵ ừm chí tẳng ngọ hòa lỵ chí có nghĩa là bạn không biết, để tôi nói cho bạn biết. Chí có nghĩa là biết, chí là không biết. Lỵ chí có nghĩa là bạn không biết. Tẳng có nghĩa là để hay là chờ đợi. Ngọ là tôi hay là mình. Hòa là nói. Lỵ là bạn. Lỵ chí có nghĩa là bạn biết. Tẳng ngọ hòa lỵ chí có nghĩa là để tôi nói cho bạn biết, hay là để em nói cho anh biết. Tẳng ngọ hòa lỵ chí hay là để anh nói cho em biết. Tẳng ngọ hòa lỵ chí giống nhau không quý chị bạn? Rồi cùng nhau đọc lại. Lỵ ừm chí tẳng ngọ hòa lỵ chí. Lỵ ừm chí tẳng ngọ hòa lỵ chí có nghĩa là bạn không biết, để tôi nói cho bạn biết, hay là anh không biết, để em nói cho anh biết. Rồi thí dụ như mình trả lời như thế này. Một âm thanh vui nhộn. Tôi năm nay 18 tuổi. Thì sẽ nói như thế nào? Số 12. Tăng 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 tăng. Tăng 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 tăng. Cắm nỉển. Ngọ cắm nỉển sập bạc rồi. Ngọ cắm nỉển sập bạc rồi. Tăng 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 tăng. Ngọ cắm nỉển sập bạc rồi. Có nghĩa là tôi năm nay 18 tuổi. Rồi. Sập ba có nghĩa là, sập ba có nghĩa là 18 không quý vị bạn. Xôi có nghĩa là tuổi. Ngọ cắm nỉển sập bạc xôi có nghĩa là tôi năm nay 18 tuổi ha. Rồi. Thí dụ như bây giờ chúng ta muốn nói thật nha. Tuổi tác là bí mật của phụ nữ, thì chúng ta sẽ nói như thế nào? Nói như thế này không quý vị bạn. Lũ sạch cỏn nìn lình hai lưỡi dảnh kè pi mạch. Lũ sạch cỏn nìn lình hai lưỡi dảnh kè pi mạch. Lũ sạch cỏn nìn lình hai lưỡi dảnh kè pi mạch. Cùng nhau giải thích thôi quý vị bạn. Lũ sạch cỏn, lũ sạch có nghĩa là thiệt lòng, thật thà. Lũ sạch cỏn có nghĩa là nói thật nha. Nìn lình có nghĩa là tuổi tác. Hay có nghĩa là bí mật. Bí mật có nghĩa là bí mật. Bí mật có nghĩa là bí mật. Lưỡi dảnh có nghĩa là phụ nữ. Lưỡi dảnh kè bí mật có nghĩa là bí mật của phụ nữ. Kè có nghĩa là của. Rồi cùng nhau đọc lại. Lũ sạch cỏn nìn lình hai lưỡi dảnh kè bí mật. Lỗ sạch cỏn nìn lình hai lưỡi dảnh kè pi mạch có nghĩa là nói thật nha, nói thiệt nha. Tuổi tác là bí mật của phụ nữ. Thì thường thường đó chị bạn, ở Hồng Kông đó, những người phụ nữ người ta ít có muốn nói mình bao nhiêu tuổi cho người khác biết lắm ha. Cho nên thì cũng đừng có dùng cái câu hỏi em bao nhiêu tuổi, hỏi hỏi đại trà ai cũng hỏi ha.
Rồi mình chỉ nói cho quý anh chị các bạn thôi, bởi vậy đây là ý kiến riêng của mỗi người ha. Rồi, ví dụ như mình muốn nói cái câu như thế này: không nói cho bạn biết để bạn tự suy ngẫm, thì sẽ nói như thế nào? Nói như thế này hả quý anh chị bạn? Số 14: hòa bỉ lỵ chí tẳng lỵ xăm xí xí. Hòa bỉ lỵ chí tẳng lỵ xăm xí xí. Hòa bỉ lỵ chí tẳng lỵ xăm xí xí có nghĩa là không nói cho bạn biết để bạn tự suy ngẫm. Hòa bỉ lỵ chí có nghĩa là nói bạn biết. Hòa bỉ lỵ chí có nghĩa là không nói cho bạn biết. Hòa bỉ lỵ chí chào không nói cho bạn biết. Hòa bỉ lỵ chí chào nói cho bạn biết. Hòa bỉ lỵ chí chào không nói cho bạn biết. Tẳng giải thích rồi có nghĩa là để hay là chờ đợi. Lỵ lỵ có nghĩa là bạn. Xăm xí xí, xăm xí xí có nghĩa là tự suy ngẫm ha. Tẳng lỵ xăm xí xí cái câu này mình tạm dịch là để bạn tự suy nghĩ. Cùng nhau đọc lại: hòa bỉ lỵ chí tẳng lỵ xăm xí xí. Hòa bỉ lỵ chí tẳng lỵ xăm xí xí có nghĩa là không nói cho bạn biết để bạn tự suy ngẫm. Rồi, thí dụ như bây giờ mình muốn trò chuyện với những bạn nhỏ. Thí dụ như bây giờ mình muốn nói: bạn nhỏ con tên vì vậy. Hỏi như thế này: số 15, xỉu phàn dậu, lỵ kêu mé mẻn a. Xỉu phàn dậu, lỵ kêu mé mẻn a. Xỉu phàn dậu, lỵ kêu mé mẻn a có nghĩa là bạn nhỏ con tên gì vậy. Xíu phàn dậu có nghĩa là bạn nhỏ ha quý chị các bạn. Những đứa trẻ ở Hồng Kông đó, người ta kêu là xíu phàn dậu. Lỵ lỵ có nghĩa là con, nơi đây mình dịch là con ha. Mẻn là tên. Cái này mình học rồi, kêu mấy em mẻn tên gì vậy. Lỵ kêu mấy em mẻn a con tên gì vậy. Xíu phàn dậu, lỵ kêu mấy em mẻn a bạn nhỏ con tên gì vậy. Rồi, thí dụ như bây giờ đứa trẻ này nó đáp như thế này: con tên Nghiêm Bội Sang, thì sẽ nói như thế nào? Số 16: ngọ kêu dìm phui sán. Ngọ kêu dìm phui sán. Dìm phui sán có nghĩa là cái tên, tính luôn họ ha quý vị bạn. Dìm có nghĩa là họ Nghiêm, phui phui có nghĩa là bội, sán có nghĩa là sán vụ, là san hô ha quý vị các bạn. Bội sang có nghĩa là một cái san hô quý ha, Nghiêm Bội Sang. Rồi, thường thường những đứa trẻ quý anh chị bạn, những đứa trẻ Hồng Kông á, mà mình hỏi nó: lỵ kêu mé mẻn à, thường thường nên thì nó trả lời luôn luôn họ và tên quý anh chị bạn. Dễ thương không nè, trả lời luôn họ và tên. Mình hỏi: xíu phàn dậu, lỵ kêu mé mẻn à, thì cái đứa bé này nó đáp thí dụ như là ngõ kêu dìm phôi sán. Dìm phôi sán, ngõ kêu dìm phôi sán có nghĩa là con tên Nghiêm Bội Sang. Thì những đứa trẻ Hồng Kông khi mà mình hỏi nó họ hỏi nó tên gì thì nó trả lời luôn họ và tên hả quý vị các bạn, rất là dễ thương ha. Thì mình nói cho quý vị các bạn để quý vị các bạn có cái sự khái niệm ha. Rồi, bây giờ mình hỏi tiếp nè, trò chuyện với bạn nhỏ mình hỏi tiếp. Ví dụ như nói: bạn nhỏ cháu mấy tuổi rồi, thì số 17 nói như thế này: xỉu phàn dậu, lỵ kỷ tó xôi a. Lỵ kỷ tó xôi a, xỉu phàn dậu, lỵ kỷ tó xôi a có nghĩa là bạn nhỏ cháu mấy tuổi rồi. Xỉu phàn dậu, lỵ kỷ tó xôi a bạn nhỏ cháu mấy tuổi rồi. Hay là mình đơn giản, mình cũng có đơn giản thì hỏi như thế này: lỵ kỷ tó xôi a, lỵ kỷ tó xôi a. Còn nếu như mà lần đầu tiên mình hỏi những đứa trẻ thì mình mới là kêu xỉu phàn dậu. Còn những cái câu hỏi tiếp sau đó thì khỏi ha quý vị bạn, khỏi có cần nhắc đi nhắc lại xỉu phàn dậu nhiều lần. Mình dùng cái chữ xỉu phàn dậu chỉ là cho lần đầu tiên ha quý vị bạn. Thì mình chỉ nói thêm cho quý anh chị các bạn lưu ý ha. Còn mình nói luôn cũng không ai rầy, mình cũng không sao hết ha. Rồi tiếp tục, khi mà đứa trẻ nó nghe lỵ kỷ tó xôi a thì nó sẽ đáp với mình là như thế này: số 18, cắm niệm xôi.
cấm niên ừm xôi à, cấm niên có nghĩa là năm nay, ừm là năm, ừm xôi là năm tuổi, cấm niên ừm xôi có nghĩa là năm nay năm tuổi. Còn thí dụ như mình muốn nói năm nay 10 tuổi thì sẽ thấy cái số năm thành số 10, cấm niên ngọ sập xôi, cấm niên ngọ sập xôi. Còn thí dụ như mình nói mình năm nay 50 tuổi thì số năm sẽ thành số 50, 50 là ụm sập, cấm niên ụm sập xôi. À, năm nay 50 tuổi. Không quý vị các bạn thì quý anh chị các bạn cũng lưu ý ha. À, bây giờ mình tiếp tục mình mới hỏi như thế này. À, sử phần dậu lỵ tục kỷ tó niên bá na, sử phần dậu lỵ tục kỷ tó niên bá na, sử phần dậu lỵ tục kỷ tó niên bá na có nghĩa là bạn nhỏ con học lớp mấy rồi. À, sử phần dậu là bạn nhỏ, lỵ có nghĩa là con, tục à, tục có nghĩa là học, tục xứ ha quý chị bạn, có nghĩa là học tập. Kỷ tó niên bán, lỵ tục kỷ tó niên bán có nghĩa là con học lớp mấy rồi. Lỵ tục kỷ tó niên bán a con học lớp mấy rồi. Lỵ tục kỷ tó niên bán a con học lớp mấy rồi. Rồi à, đứa trẻ này nghe hỏi lỵ tục kỷ tó niên bán a thì đứa trẻ này nó đáp lại như thế này. Ví dụ như nói là à, con học lớp 1 thì sẽ nói như thế nào? Nói như thế này không chữ bạn số 20. À, ngọ tục dắt niên bán, ngọ tục dắt niên bán, ngọ tục dắt niên bán có nghĩa là con học lớp 1. Ngọ tục có nghĩa là con học dắt niên bán có nghĩa là lớp 1. Dắt niên bán có nghĩa là lớp 1. Rồi à, thế bây giờ nói con học lớp 2 thì sẽ nói như thế nào? Nói như thế này hả quý chị bạn? Số 21. Ngọ tục gì niên bán, ngọ tục gì niên bán, ngọ tục gì niên bán có nghĩa là con học lớp 2. Rồi bây giờ nói con học lớp 10 thì sẽ nói như thế nào? À, sẽ nói như thế này. Số 20 à, sẽ nói như thế này. Ngọ tục sập niên bán, ngọ tục sập niên bán con học lớp 10. Bây giờ nói con học lớp 12 thì sẽ nói như thế nào? Nói như thế này. Ngọ tục sập gì niên bán, ngọ tục sập gì niên bán có nghĩa là con học lớp 12 theo quý các bạn. Rồi tiếp tục, thí dụ như mình muốn hỏi bạn nhỏ con học giỏi không vậy thì sẽ hỏi như thế nào? Hỏi như thế này hả quý các bạn? Số 22. Sử phần dậu lỵ tục xứ lép lép a, sử phần dậu lỵ tục xứ lép lép a, sử phần dậu có nghĩa là bạn nhỏ. Lỵ tục xứ, lỵ tục xứ có nghĩa là con học hay là con học tập hay là con học. Lép có nghĩa là giỏi, lép lép có nghĩa là giỏi không, không như bạn lép lép có nghĩa là giỏi không. Lỵ tục xứ lép lép a, lỵ tục xứ lép lép a có nghĩa là con học giỏi không vậy. Rồi cùng nhau đọc lại nguyên câu. Sử phần dậu lỵ tục xứ lép lép a, sử phần dậu lỵ tục xứ lép lép a có nghĩa là bạn nhỏ con học giỏi không. Thì bạn nhỏ khi mà nghe hỏi lỵ tục xứ lép lép a thì thí dụ như đứa trẻ này nó muốn trả lời là con học cũng giỏi thì sẽ nói như thế nào? Số 23 nói như thế này. Ngọ tục xứ tú lét, ngọ tục xứ tú lét, ngọ tục xứ tú lét có nghĩa là con học cũng giỏi. Ngọ có nghĩa là con hay là tôi, tục xứ, tục xứ có nghĩa là học tập, tú là cũng, lét là giỏi, tú lét có nghĩa là cũng giỏi. Ngọ tục xứ tú lét, ngọ tục xứ tú lét có nghĩa là con học cũng giỏi. Rồi bây giờ để mình học à, cũng đỡ thôi, cũng tạm tạm thôi à, cũng được thì sao? Nói như thế nào? Số 24 nói như thế này. Ngọ tục xứ mà mã tỷ, ngọ tục xứ mà mã tỷ, ngọ tục xứ mà mã tỷ có nghĩa là con học
cũng đỡ thôi, cũng tạm tạm, hay là cũng được. À, có nghĩa là không đến nỗi tệ. À, số 24, ngọ tụt xíu mà mã tỷ. Không, quên chữ bạn, ngọ tụt xíu mà mã tỷ. Cái gì mà mã tỷ thì cũng có nghĩa là không tệ, cũng được ha, mà mã tỷ. Rồi, ví dụ như bây giờ hỏi a lị tụt xíu lép lép a, con học giỏi không? Mà bây giờ mình nói, à, ví dụ như mình muốn nói con học dở lắm thì sẽ nói như thế nào? Số 25 nói như thế này, à, ngọ tụt xíu hữu chả, ngọ tụt xíu hữu chả, ngọ tụt xíu hữu chả có nghĩa là con học dở lắm. Hữu chả, chả có nghĩa là dở, không chị bạn? Hữu chả có nghĩa là rất là dở hay là dở lắm. Ngọ tụt xíu hữu chả, ngọ tụt xíu hữu chả có nghĩa là con học dở lắm. Rồi, à, thì à, khi mà mình nghe ai đó nói con học dở lắm thì mình muốn hỏi cái câu là thế, à, con có đi học thêm không hay là bạn có đi học thêm không, thì chúng ta sẽ hỏi như thế nào? Hỏi như thế này hả quý vị bạn. Số 26, cẩm lỵ dậu mụ hôi bổ chạp. Cẩm lỵ dậu mụ hôi bổ chạp. Cẩm lỵ dậu mụ hôi bổ chạp có nghĩa là thế, bạn có đi học thêm không? Cẩm có nghĩa là thế, lỵ có nghĩa là bạn hay là con. À, dạo mụ là câu hỏi có không, có không cái gì, hôi là đi, bủ chạp có nghĩa là đi học thêm, không quý vị các bạn. Cẩm lỵ dạo mụ hơi bủ chạp, cẩm lỵ dạo mụ hơi bủ chạp có nghĩa là thế, con có đi học thêm không? Thì à, nếu như mà mình có thì mình sẽ nói như thế nào? Số 27, dạo a, dạo a là dạ có, rất là đơn giản không quý vị các bạn. Còn nếu như mà tạm thời không có thì sẽ trả lời như thế nào? Tạm thời chưa có, tạm thời không có thì sẽ là số 28. Chàm xì mụ. Chàm xì mụ. Chàm xì có nghĩa là tạm thời, mụ là không có. Chàm xì mụ có nghĩa là tạm thời không có ha quý vị các bạn. Rồi. Thì à, mình cũng à, góp ý động viên. Thì những lời là góp ý động viên, ví dụ như mình nói tiếp tục nỗ lực thì sẽ là số 29. Cây trục lụ lực, cây trục lụ lực, cây trục có nghĩa là tiếp tục, lụ lực có nghĩa là nỗ lực, cây trục lụ lực có nghĩa là tiếp tục nỗ lực. Hay là mình kêu à, cổ vũ cố lên thì sẽ là số 30. Cá dậu, cá dậu, cá dậu có nghĩa là cố lên. Rồi, thì đây là 30 câu. Mình nghĩ là cũng có thể rất là bổ ích cho quý anh chị các bạn ha. Thì quý anh chị các bạn cũng à, thích đó, thì nhớ rèn luyện, à, đọc nhiều nói nhiều, từ từ sẽ quen. Con mắt thì phải nhìn vào mấy cái chữ để mà nhìn cái mặt chữ. Rồi, mình hy vọng là quý anh chị các bạn đó, à, thích cái bài chia sẻ hôm nay ha. Và bây giờ thì xin mời quý anh chị và các bạn à, lắng nghe đàm thoại. Đàm thoại 1 thì nói về tuổi tác. Đàm thoại 2 thì cùng trẻ nhỏ trò chuyện. Mời quý anh chị và các bạn lắng nghe. Lỵ cắm điện kỹ tới xôi a. Lỵ cũ hả? Hữu làn cũ vồ. Hối cũ la. Lỵ không biết, đặng ngô hòa lỵ chi. Đân 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 đân. Ngô cắm liền 18 岁. Sập bạc rồi, bóc bóc trời. Mời các bạn lắng nghe đàm thoại 2 nhé. Xếp phần dạo, Lý kêu mẹ mẻn a. Ô kêu yên phùi san. Lý cắm điện kỹ tá xơi a. Cam nín lục sợi. Lý tục kỹ tá niên bán a. Ô tục yên liền ban. Cẩm lỵ tục xíu lém lét a. Ô tục suy đu lẹ. Lỵ dậu mụ viếng mạnh mẽn a. Ngõ yên mà mẹn kêu Yumi. Lỵ hữu lẹt di di sùng lấp thỏng bị lỵ la. Đó sẽ y y. Xin chân thành cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi. À, luôn chúc cho quý anh chị và các bạn nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc.
再见，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 再